Sau vụ cướp ngân hàng táo tợn ở Hải Phòng, dư luận lại không khỏi sững sờ với vụ hai đối tượng xông vào nhà cướp tài sản và hẹn nạn nhân chuyển khoản ở Hà Nội. Sau khi bị bắt thì các đối tượng bình thản khai nhận kế hoạch cướp như phim hành động. Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Giang Hào, 35 tuổi, trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trâm, 23 tuổi, trú huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, quen nhau qua mạng xã hội Facebook và bàn bạc chuẩn bị hung khí để đi cướp tài sản. Xác định chị H thường phát livestream bán hàng trực tiếp tại công ty cổ phần Thanh Hà, đóng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 1, Trâm và Hào đến đây ngồi chờ thời cơ để hành động. Vay hơn 1 tỷ 6, họ cũng thúc giục quá cho nên bọn em phải tìm cách làm điều thôi. Thì qua Facebook thì em thấy livestream chị có rất là nhiều tiền, cũng theo dõi, xong rồi là lên kế hoạch cướp. Dao với súng đều mua ở trên mạng hết, súng 32 triệu, còn mua thêm đạn là một hộp là 3 triệu. Gần 1 giờ đêm ấy, thì bọn em leo tường vào, chờ yên nắng xong rồi là uy hiếp chú bảo vệ, trói chú ấy lại xong mới vào uy hiếp hai vợ chồng để cướp. Bọn em cũng nói là bây giờ tình hình của bọn em khó khăn như thế, hai vợ chồng cố gắng giúp. Có tiền mặt thì đưa, gom lại được 3 cái sắp tiền nhỏ đấy, thì đưa cho bọn em. Xong rồi bọn em nói là thế này thì ít quá. Thì ông ấy bảo là mai trước 12 giờ sẽ chuẩn bị cho 3 đến 5 tỷ chuyển khoản. Ông ấy bảo là không chuyển khoản được. Thì bọn em ra trả hết điện thoại với này, một điện thoại cho chú bảo vệ, xong bọn em đi ra, xong đi về. Hào đe dọa nạn nhân không chuyển khoản sẽ quay lại giết chết cả nhà, sau đó cả hai bỏ trốn. Hào và Trâm bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội.